Shop đồ lĩnh chuẩn Mỹ, xin chào các bác. Hôm nay ngày mùng 9 tháng 3 em à mùng 9 tháng 2 em lại lên với các bác một clip đồ lĩnh Mỹ nha các bác. Đồ lĩnh Mỹ thập cẩm, em bóc cái gì em lên cái đó, đủ thứ nha các bác, chung là đồ lĩnh Mỹ. Và em bóc cái gì lên cái đó nha, thập cẩm. Và đầu tiên là một áo M65 khóa nhôm nha các bác, nhưng mà tem rồi nó rụng hết rồi các bác, tem rồi nó rụng rồi ha, nhưng mà nó là đời 71 nha bác. Màu hơi hanh úa, chất vải cũng khá ok ha, chất vải khá là ok, màu hanh hanh, nó có sáng màu nha các bác, nhưng mà độ mới cũng còn khá, chín 90% còn khá ok. Size medium regular chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 71 nha các bác, cái này còn được các bác, cái này mang đi ăn cỗ vẫn tốt nha. Bác nào thích khóa nhôm mà vừa trong túi tiền thì chơi con này các bác. Con này em bán giá 2,7 triệu. Giá 2,7 triệu medium regular các bác, 1m68 đến 1m75. 70 đến 82 cân. Ok nghe các bác. Rồi, chuẩn cấp phát năm 71 nha. Mặc dù nó mất tem rồi nhưng mà hàng thì em cam kết cho các bác. Chuẩn hàng cấp phát mất tem rồi. Và tại sao nó là đời 71? Ở đây các bác. Duy nhất đời 71 khóa nhôm nha. Riêng dòng khóa nhôm thì duy nhất đời 71 là không có chữ A tay. Rồi tam giác còn ok. Đời 70 vẫn có A tay nha các bác. 70 trở về trước toàn bộ có A tay. Từ năm 71 trở về sau thì nó không có A tay. Và nó là năm 71 đời đầu 71 thì nó vẫn là dây nhôm nha các bác. Cuối năm 71 thì nó chuyển sang dây đồng. Cho nên nhiều bác thấy năm 71 mà nó vẫn có dây đồng và vẫn có dây nhôm, tức là đời đầu thì nó dây nhôm, đầu 71 nó dây nhôm mà cuối 71 nó dây đồng. Rồi chân khóa các bác, chân khóa còn ok nha, chân khóa còn ok, lót bóp lên dây rút đầy đủ nha các bác. Dây dưới thì đã thay rồi, cái lót thì nó hơi tưa nha các bác, cái lót nó hơi tưa phần lót thôi, còn phần ngoài thì ổn, phần ngoài ổn nha các bác. Rồi cổ ổn nha các bác, sạch sẽ nha, áo sạch sẽ. Rồi khóa rapid, khóa cổ rapid, nón đầy đủ ha, nón dây rút đầy đủ. Rồi tem mát rin theo áo ổn các bác, nói chung là khá sạch sẽ nha. Cái này nó có đậm hơn chút, có dấu tháo tem mờ mờ, có dấu tháo tem thôi, nhìn nó có dấu kim nhìn mờ mờ thôi. Rồi và một tí ngay đây, chỗ này giống như nó bị ăn màu đó nghe các bác, giống như nó bị ăn ăn axit đó, nó hơi sần sần tí nhưng mà cũng nhẹ thôi. Cái này thì không vấn đề, cái này thì dưa dưa vậy thôi, nhẹ mờ thôi. Rồi nói chung là còn ổn, giá hợp lý cho một con khóa nhôm nha. Bác nào thích khóa nhôm mà phù hợp với túi tiền thì chốt con này. Chỗ này xước tí nhẹ thôi nha, một tí xíu xíu đó thôi, còn lại cũng khá là sạch sẽ đấy các bác. Rồi lưng đồ cũng sạch sẽ. Rồi chỗ này hơi sần sần tí ở đây, như nó bị mèo cào đó các bác, hơi cào cào tí ha, cũng không vấn đề đâu. Rồi tay ổn, cũng dưa mờ mờ thôi, với dưa mờ mờ thôi nghe các bác, ổn hết nha, chúng là còn khá ổn. Rồi em đo vai 53 các bác, vai 53, tay 62, dài 78 các bác, vai 53 tay 62 dài 78, 2,7 triệu.
mã số 164 các bác. Nói chung tổng thể thì khá sạch sẽ đó nghe các bác, còn khá là ok, màu còn 90%, 2,7 triệu. Rồi mã 164 nghe các bác, nhớ cái mã nghe các bác. Tiếp theo em lên một cái quần châu Âu, quần lính châu Âu nghe các bác, quyết lính nào. Cái này eo 92, dài 99, cái màu nó cũng đẹp các bác. Ống 22 nha các bác, có dây rút ống nha, có dây rút ống, quần cò khá ok ha, nhưng mà nó là lính châu Âu nha. Cái này bữa bán 250, bữa em bán 250 mà khách bom các bác. Cái quần có 250, đẹp không lỗi lầm mà bị bom, rồi đây em bán 200. Cái này bữa cũng mấy bác chốt mà rốt cuộc lại chốt cho bác đấy lại bom M52 vậy đó ha. Rồi túi rồi nó cái gì đây, 1958 gì đấy các bác, không biết bảy đời của nó ha, hay không ha. Gài nút nha, nói chung quần này là quần xưa đấy các bác, khá là xưa nha, và nó là lính châu Âu, lính Pháp hay Thụy Điển gì đó ha, đại khái vậy chứ còn không rõ của lính nào. Bộ eo 92 94, nó mất con đĩa ở đây nha các bác, nó mất con đĩa bên này rồi, mất con đĩa vậy thôi, còn lại là ổn hết, không lỗi lầm nha, sạch sẽ nha, độ mới cũng còn ok, ổn hết. Cái màu này gọi là màu gì các bác, mới phải 94%, còn ok lắm. Rồi dài 100, ống 22 đó, eo 92 94, kéo căng 95, 200.000 nha các bác, mã 165. Rồi 200. Tiếp theo lên cái gì đây. Rồi một cái quần phi công, một cái quần bay tiếp F1B nha các bác. Tiếp F1B mà size hơi to, size 38 lận. Eo 100 lận các bác, kéo căng 102, size 38 lận nha. Tiếp F1B chuẩn cấp phát năm 84 nha, DLA 100 đời 84 ha, hợp đồng ngày 13 tháng Jun tháng mấy đấy, đời 84. Rồi khóa General nha các bác, khóa kéo động điện General, quần dày nha, ba lớp dày ấm nha các bác. Màu thì còn tầm 90%, đều màu nha các bác, màu rất là đều, màu xám, nói chung là màu mới thì nó đậm hơn, còn này nó đã qua sử dụng thì màu nó ngã hơn chút. Nói chung là phai màu theo thời gian nhưng mà nó đều màu nha, nhìn sáng sủa cái quần chứ không cũ nha các bác. Còn rất ok. Đều rất là đều màu. Không lỗi lầm nha các bác, sạch sẽ không lỗi lầm. Rồi khóa General luôn. Khóa to. Đây các bác. Khóa cái này là thọc vào cái quần bên trong nha. Đó, không lỗi lầm, không dơ bẩn. Và cái dòng này thì sợ nhất là cái bo các bác, nhưng mà cái bo vẫn còn ổn. Đại sau tăng giảm bác nào vòng eo nhỏ hơn thì siết cái này lại. Rồi túi sâu đắp mông đầy đủ ha. Bo lại không lỗi các bác. Bo không lỗi lầm nha. Rồi. Bo ổn hết các bác. Em bán quần còn ok lắm nha. Cái điều sai hơi to, em bán 1 triệu đồng. Mã 166. Một triệu đồng nha các bác. Quần pilot không quân. Cái này nó cũng ở bên trong nó có lớp bông nha, dày lắm, ấm, dày. Các bác mang này nó phồng cái quần lên nhìn thì nó có vẻ nó sẽ hầm hố hơn. Rồi hình như em còn cái, còn cái để em coi.
Cái đó lên lên sau đi. Rồi em lên một cái áo 3 độ C. Một cái áo 3 độ C nghe các bác. Màu xanh đen tím than. Rồi cái này vừa size em nha. Mới lắm nha các bác. Và các bác chú ý là cài chồm nha, thường gió nó cài chồm. Cài chồm hai hàng nút mới, rất mới. Màu xanh đen tím than. Các bác như em là mang đẹp. Em mét 7, em mét 68 và cái nặng 68 cân. Các bác từ mét 60 66 đến mét 74 và nặng cũng từ 65, em mét 68 là mang vừa y nha các bác. 65 đến 70 73 thôi các bác. 65 đến 73 cân ha. Nói chung dòng này thì mang hơi thoải mái chút, các bác 75 thì cũng được, nhưng mà mang ở trong mang áo mỏng thôi, ở trong mang áo dày thì nó hơi kích nha. Mới lắm nha các bác. Rồi áo không quân. Áo 3 DC không quân nha các bác. Cái này hình như nó mất cái đai rồi nha. Dòng này hình như nó có cái dây dây đai nhưng mà nó mất rồi. Nhưng mà thường em thấy cũng ít ai xài lắm. Này nó mới lắm, gần như lưu kho luôn nha các bác. Màu xanh đen tím than nha. Còn cả tắp cái gì đây. Rồi size 42 regular, chuẩn hàng cấp phát cho lính Mỹ năm 1991 nha các bác. Rồi và nó có lót rời lót lông nha. Tức là cái dòng này thì nó nhiều loại lắm nha các bác, nhưng mà cái dòng này thì nó là lót lông và cài chồm nha. Cài chồm chứ không phải cài giữa nha các bác. Hai hàng nút. Rồi và lót tháo rời được nha các bác. Lót lông tháo rời được. Phía trên thì nó may bằng lụa, tức là lông thì nó chống sót các bác. Lông thì nó cho phía dưới thôi, còn phía trên thì nó chống sót nên nó may qua lớp này. 42 regular chuẩn cấp phát năm 91 nha các bác. Áo còn ok lắm, mới, rất là mới. Đời 91. Rồi nói chung là hơi nhăn hơi ép khui ra thì nó hơi nhăn thôi, chứ còn lại là mới lắm nha. Rồi tay ráp lăng. Còn dài thì khó xẻ sâu nha các bác. Dài 106. Đó, các bác nó dùng từ mét 66 đến mét 73. Dài 106. Rồi em bán 800 ngàn. Mã số 167. Mới tinh nha các bác. Rồi tiếp theo. Ồ em quên bật chế độ máy bay các bác. Nhiều 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 khi em like buổi nửa chừng á mà lỡ có ngắt nửa chừng thì các bác thông cảm ha. Nên quên bật chế độ máy bay. Và thường em like tầm buổi tối tầm tầm 6 giờ đến 7 giờ này, mà các bác có gọi mà không liên lạc được thì các bác chịu khó gọi sau lại em nha. Nhiều khi em like em tắt nguồn. Cái con này mới đó các bác. Mới tinh luôn các bác. Đẹp ha. Tem rồi mát đầy đủ nha, nhưng mà size medium long. Các bác cao trên 1m73. Mới lắm. Cái màu. Các bác nhìn cái màu. Nó mới. Rất mới nha các bác. Nhưng mà nó là medium long, cho nên các bác cao trên 1m73 nha. Và trên và từ 70 đến 85 cơ. Và cái dòng này các bác nếu mà đứng cổ cũng được, còn các bác nào thích bẻ cổ thì bẻ ha. Và cái này nó cái cổ sâu, nó màu nó hơi khác. Nếu mà các bác bẻ cổ ra thì nó bình thường không ai thấy ha, đúng không các bác? Còn khi mà đứng cái cổ thì nó cái màu vải nó hơi khác nha, đúng không? Nó cũng bị phía sau cánh cổ, nó không ảnh hưởng. Thường với mấy cái dòng đời này, không biết đời bao nhiêu, mấy cái khóa nhôm này nó có đời 69 là nó hay bị các bác. Còn đời khóa đồng thì sau năm 80, mà cái này đời 73 thì nó vẫn bị. Tức là nó nguyên riêng nha các bác. Các bác nhìn tem mát còn rõ ràng nha. Medium long. Rồi đời DSA 173 nha. Chuẩn cấp phát năm 73. Rồi nhà thầu sâu xeo. Lót bắp linh nha các bác. Tem này thì nó tháo thường. Cái tem này vẫn riêng, nhưng mà thường nó may thêm tem ở trên. Nó tháo cái tem trên, nhưng mà không có dấu nha.
tem mác đầy đủ nha các bác. Rồi bông sồi, bông sồi cấp tá nha các bác. Rồi các bác nhìn cái cổ, cái màu nó hơi khác một tí, cái cổ cái màu nó hanh hơn chút nha các bác. Nhưng mà nguyên rin nha, thường nó làm nó hay bị đó. Thường mấy áo em không hiểu là nó cố tình hay là sao, nhưng mà thường là đó, nó cái vải nó khác màu một chút. Mà cổ sau thôi, cổ trong này vẫn vẫn nguyên rin nha các bác, vẫn nguyên rin, cổ sau thôi, còn lại là một đồng màu hết nha. Đó, và thường một số áo là nó hay làm cái nẹp túi cũng khác màu, cái này thấy cũng đồng màu. Đó, nó hay bị, thường là hay bị cái cổ sau và hay cái viền túi các bác là nó bị, nhưng mà còn lại cái áo nó mới lắm, rất mới nha các bác. Rồi cái này thì nó hơi dưa dưa tí, hơi dưa dưa hoen hoen mờ 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 thôi. Và cái này sao nó còn mới mà sao rớt rồi ta, nó rớt cái miếng dán, các bác có lấy thì nhớ bảo em may lại nha, miếng dán vẫn còn đây mà nó rớt đây ra thôi. Các bác thấy cái nếp gấp tay cũng rất là mờ, nói chung là độ mới cao, độ mới cao lắm, nó phải 96, 97% đấy các bác, 97% trở lên nha, rất là mới. Rồi tay chưa thấy có nếp gấp, mờ mờ thôi các bác. Rồi ổn hết, sạch sẽ nha các bác. Và nó là medium long, và cái cổ thì nó hơi khác màu tí thôi, nhưng mà nguyên rin nha, cam kết là nguyên rin chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 73 nha. Rồi khóa general, nón đầy đủ nha các bác, nón phụ kiện đầy đủ, dây rút đầy đủ nha. Dây dưới thì thường phần lớn nó hay bị giãn, mấy chục năm này cao su nó lão hóa nó giãn thôi, cái kim băng thì nó còn, em cứ để đó ha. Rồi cái này còn rất ok các bác, mới lắm. Rồi tem mát, bộ tem còn rất là đẹp ha, rin nguyên rin theo áo nha. Rồi em đo vai 51, tay 66 và dài 85. Rồi bác nào cao cao chút chốt con này rất mới, giá 3.400.000 nha các bác, mã 168, 3.4 triệu. Rồi khóa này em giới thiệu trên dưới cho ta. Rồi khóa dưới cũng general, nó hơi oxy hóa tí ha. Rồi khóa chính khóa phụ đều general hết nha các bác, chân khóa còn cứ ngắt nha, chân khóa còn rất ok. Rồi lót bóp linh nha, đời 73. Rồi giá 3.400.000, mã số 168 nha các bác. Tiếp theo em lên một cái mũ bách ca hoặc là mũ M65 nha các bác. Cái này mũ các bác gắn vào áo bách ca hoặc là áo M65 đều được nha. Mũ lông nha các bác, lót dạ. Rồi rất là to, các bác nhiều bác gắn vào mũ mở ra làm kiểu cũng đẹp. Cái này gắn vào M65 vẫn được nha các bác. Là một luôn đấy, là nó luôn đó các bác. Đây. M65 nha. Thường các bác thấy áo thì nhiều chứ mũ các bác chắc cũng ít gặp đúng không? M65 và bách ca. Đó. Thường thì cũng ít ai xài, nhưng mà nó là sản xuất dành cho áo M65 nha các bác. Rồi đời 83. Thường mấy cái mũ anh em thấy đời sâu thôi. Đời sâu nó giống như nó đi, ngày xưa nó đánh ở Việt Nam thì đâu có tuyết đâu, cho nên không lạnh lắm, cho nên nó không xài mũ. Còn sau này nó không có thể, nó ở chiến trường nào đó thì nó dùng mũ nha các bác. Đời 83, 1983, chuẩn cấp phát đến Mỹ năm 83 nha các bác. Rồi các bác gắn vào nón M65 hay bách ca đều được ha. Có dây rút rồi đây, có dây rút đầy đủ nha các bác. Cái này mới tinh, gần như chưa sử dụng nha. Vành lông này có gọng kẽm để định hình nha các bác.
gọng ở trong này là cái gọng bằng kẽm để mình định hình cái mũ đấy. Cái này em bán nhiêu đây, tù mù các bác, cái này em bán tù mù 500.000, mã số 169, mới 100% nha các bác, 500k. Rồi tiếp theo em lên một cái lót Canada này các bác. Hôm qua lên cái cũng gần gần giống này, cũng quá trời bác chốt, quá trời bác hỏi, nhưng mà có một cái à. Còn bữa nay em lên một cái nữa nhưng mà nó không có cổ nha, cái hôm qua nó có cổ lên cái này. Ồ cái này mặc hay đấy các bác, mặc không thôi, cái này các bác mặc không thôi, hoặc là các bác lót làm lót áo bách ca. Cái này đúng của nó là lót của áo bách ca Canada, tức là đúng của nó là cái lót nha các bác. Nhưng mà bây giờ các bác không không cần làm lót cũng được, khoác không vậy nhìn cũng hay. Ồ đẹp đấy các bác, các bác thấy thấy có đẹp không? Đây các bác được ở chứ bao các bác hả, nhìn đẹp. Các bác khoác không thôi, mặc cái này không, tức là tất nhiên nó là cái lót nhưng mà bây giờ mình không làm lót nữa, mình mặc không thôi cũng đẹp các bác. Ủa khá là đẹp, cái cổ tròn nhìn khá là hay nha các bác. Các bác thấy sao? Em thì em thấy đẹp, quan trọng các bác thấy đẹp hay không thôi. Khá là hay chứ các bác, đơn giản ha nhưng mà nó khá là hay, có tem ngay sau cái cổ. Cái vải cũng đẹp các bác, vải dù nó đẹp lắm, nó gần giống cái hôm qua nha, cho nó không giống, nó khác nhưng mà nó đẹp đấy. Bác nào hôm qua chốt khúc cái Canada thì chốt cái này. Ồ đẹp lắm các bác, đẹp nha, mới đẹp. Cái này cũng cỡ như em đây, mét 68 và 68 cân mang vừa y. Các bác từ mét 65 đến mét 75 cũng được các bác, và cũng từ 60 đến 72 cân, 74 cân cũng được các bác. Chúng em mang là vẫn thoải mái. Rồi ok, cũng ấm nữa nha các bác, nó là cũng ở giữa cũng chân bông đấy, mặt trong mặt ngoài vải ha, ở giữa chân bông. Đây cái nút này để gài bách ca thôi, còn mình cứ khoác vậy thôi hay đấy. Bo tròn nha các bác, bo tròn không lỗi lầm nha. Đó Canada song ngữ nha, vừa tiếng Anh vừa tiếng Pháp. Rồi cái này con bắt gì đây, đời bao nhiêu, 82, đời 82 nha các bác. Rồi size medium long, đời bằng tuổi em nha. Rồi vai vai 49, tay 72, dài 82 luôn các bác. Vai 4 bao nhiêu, vai 49, tay 72, dài 82 hả, mới đọc xong quên liền, nhanh dữ ta. Rồi cái này em bán 600 ngàn, 600 ngàn nha các bác. Mã 176, các bác cứ để tem gì quay làm được, còn không thích thì về, nếu mà mặc không về gỡ cái tem ra, nhìn khá là hay các bác. Cái chất vải di dạng như dù quá nghe các bác, vải giống như vải dù quá. Màu cũng đẹp. Rồi mã số 176 giá 600.000. Tiếp theo một con M51 các bác, hàng M51 bữa nay mới có được một cái. Size medium regular, mức tem mà các bác, nhưng mà nó mặc vào thì nó là medium regular nha các bác. Rồi các bác cũng từ mét 67 đến mét 76. Rồi 68 đến 80 cân. Ok nha các bác. Màu xanh lắm, chuẩn màu ô liu nha. Màu này là đúng màu xanh ô liu luôn các bác. Còn xanh lắm nha. Nhưng mà nó là mất tem. Được cái là khóa antimon nha các bác. Khóa kéo antimon.
cái dây rút nó tụt vô trong, à không phải, dây rút bên trong nha các bác, dây rút còn, dây rút dưới mất rồi, nhưng các bác lấy thì em sẽ gắn ha, hoặc là nhét vào túi về các bác luôn nha. Em sẽ, nếu mà riêng về dây thì lúc nào cũng đầy đủ cho các bác nha. Rồi đời 61 các bác, đời 61 QM CTM nha. Các bác nhớ là đời 62 trở về trước thì nó là DA, hoặc là không DA thì nó là QM CTM. Rồi và nó tem to, nó mất cái tem to và mất cái tem size đây nghe các bác. Lock Poplin nó bị dơ vài viếng trong trong cái lock, các bác thấy nó dơ, nó dơ nghe các bác. Nhưng mà bên trong thôi, cái này các bác về xử lý nhưng mà không không đảm bảo ra, nhưng mà bên trong thì chắc cũng không vấn đề gì, quan trọng là cái giá đó các bác. Rồi các bác thấy cái màu nó xanh ha, khóa Crown Antimon nha các bác. Khóa này thì dòng này thì khóa này thì khỏi chê rồi các bác. Rồi chung là mất tem, với lại cái cổ nó hơi sờn sờn tí các bác, cổ nó hơi sờn một chấm hai chấm, hơi phai màu tí, chỗ này nó dơ, nó dơ, nó hơi dơ tí nghe các bác, nó dính dơ nè, vò hình như đã xử lý mà nó không ra, nó bạc luôn, hơi bạc tí. Thường nó nằm ngay cái cổ và trên vai cũng bị, em nhớ hình như con vai cũng bị tí ngay đây, bị tí ngay đây nghe các bác, nhưng mà cầu vai nó cũng che bớt một khúc rồi. Rồi đó, này nó nằm dưới cầu vai nha, ví dụ để cầu vai này nó che mất tiêu là đúng không các bác. Rồi còn lại là ok, màu cũng tầm 91%. Rồi tóm lại là còn khá ổn, khá thôi nha, bởi vì cái tay nó cũng sờn rồi, tay sờn nè các bác. Thường mà nó mốt sử dụng nhiều hay ít nhìn cái cổ tay là biết rồi các bác, xài nhiều thì nó hay bị sờn cái tay. Rồi nhưng mà màu nó còn ok lắm các bác, xanh lắm nha, bên này không sờn nha, bị một bên, bên này hơi nhẹ nhẹ thôi, chưa hẳn, chưa bị tưa, bên kia thì tưa rồi, bên này chưa tưa. Rồi cái này nói chung là còn còn ổn các bác, nói chung còn ổn, màu xanh được. Em bán 2 triệu 200 ngàn, vai 49, vai cũng nhỏ đó nghe, vai 49 nè, vai bằng small shot, bằng size small nè, tay số 4 và dài, dài 80 các bác. Này chắc medium mà thường em thấy, em thấy mở nó mốt nó may cái vai nó lại nhỏ hơn, nhỏ hơn người 65 chút. Rồi mà nó cũng rộng rãi nha. Này các bác tầm từ 65 đi, 65 đến 78 cân này nha. Em 68 cân mang vẫn vừa thoải mái nha. Bác nào thích thoải mái cỡ như em, mà chắc em nghĩ chắc medium chứ không phải small đâu. Nhưng mà vai nó chỉ có 50 thôi, vai không xệ nha các bác. Rồi 2 triệu 200 ngàn, mã số 170 các bác. Hai phẩy hai triệu. Rồi ủa cái này 170 bằng nãy lên cái này 176 á, kệ đi, lỡ rồi các bác. Em tính lên mã theo thứ tự để có nói gì các bác dễ chốt, nó đỡ bị lộn hơn, nhưng mà thôi lên lại luôn cũng được. Rồi em lên một con Pilot Scott. Ủa Scott nha các bác, kiểu cũng khá là hay nha, hàng nói chung là thương mại thôi, thời trang thôi, nhưng mà nó kiểu dáng khá là hay. Rồi các bác mét 68 đổ lại nha, và nặng 70 cân đổ lại. Cái này nó mất cái tay cầm khóa rồi. Ồ, nhìn khá là mố nha các bác, nón này có thể cất vào được nha, cái mũ này như gỡ rời được ấy. Sao em cứ cứ đây, các bác nhìn cái áo này, đừng nhìn cái mũ, mũ hồi em sẽ gỡ ra. Nhìn mấy cái khoen hầm hố không các bác, khoen rồi khá là hầm hố ha, nhìn cái khoen. Rồi ok các bác, cái mũ chắc tháo ra nó đẹp hơn hay sao, không biết tháo ra được không, để chú coi em coi.
Rồi ok các bác, một mét, nói chung là mét 62 đến mét 7 đi, và mét 64 đến mét 7, và nặng từ 7 70 kg đến 60 kg, 60 đến 70 kg. Ok nghe các bác, cái vải nó cũng hay lắm các bác, vải hay lắm. Ồ, cái này nó có cả bo bên trong nha các bác. Cái cổ tay này nó hơi tưa tí, có cả bo bên trong nha, mặc ấm đi xe ấm nha các bác, nhưng mà cái cổ tay này nó hơi tưa. Các bác về có thể cho đưa cho thợ họ họ lựng vào một tí ha, hoặc họ viền một cái đường viền xung quanh, hoặc họ lựng vô trong họ may. Trong áo thì còn ok, ngoại trừ cái cổ tay thôi. Bên này cũng vậy, bên này thì nó hơi tưa nhẹ nhẹ thôi, hơi xù lông, chưa hẳn là tưa, lông nó xù xù nên nó tỉa bớt thôi. Rồi bo trong vẫn còn nha các bác, áo thì chưa giặt giũ gì đâu, về các bác giặt lên là ok. Chỗ này hơi ma sát cái gì, nó hơi xù xù tí này, về các bác lấy kéo tỉa đi, biết nó cứng cái gì. À lý do là đây nè các bác, cái miếng dán này nè, họ mang cái mà. Đây nè, thường miếng miếng dán nó ma sát nó hay bị cái miếng dính đó, băng nhám đó, nó cạ vô đây. Về các bác lấy dao cạo đi giùm em. Đây nón theo em thì không nên để đó các bác, cái nào các bác đi trời lạnh thì mang thôi, gỡ ra được nha, nón gỡ ra được, kiểu dáng khá là hầm hố nha, size small Scott nha các bác, Scott New York City. Rồi Scott Broad tiếp 992 gì đó, rồi size small, rồi túi trong rồi ngon, chừng chám đầy đủ nha các bác, rồi tem mác đầy đủ, hàng Mỹ nha các bác, chuẩn Mỹ đấy. Scott đây, rồi mấy cái khuy nhìn đã không các bác, cái khuy nhìn hơi đã ha, tức là nhiên nó là hàng thời trang đấy nha, không phải cấp phát gì đâu. Scott này thì nó không có đâu. Rồi bị hơi sờn đây tí, hơi sờn đây tí luôn nè các bác, xem bán. Rồi túi cũng khá hay, cái này nó may cầu kỳ đấy các bác, túi nó có cả khóa luôn nha, túi có cả khóa luôn nha các bác, sờn đây tí xíu, xù đây tí, các bác về lấy dao cạo. Rồi với sờn cái cổ tay vậy thôi em bán. Khá là hay ho đấy các bác, nhìn cũng đẹp đấy, nhìn mấy cái khuy các bác nhìn đã không? Mấy cái khuy của nó đây, thường mấy này đợt trước em về mấy cái mà nó gãy, thường nó ép kiềng mạnh lên, nó ép kiềng mạnh quá nó gãy, mà cái này em thấy nó đúc nó bằng giống như gan đúc các bác, dày dặn lắm nha, nhìn chắc chắn lắm nha. Rồi bán 500 ngàn, mã số 171, 500 nha các bác. Rồi tiếp theo, tiếp theo lên cái túi đi. Cái túi gì các bác, nó to đùng, nói chung nó to lắm nha, túi nó to, để em đo coi. Dài cái túi của nó là dài 62, cái bề ngang của nó là 88, và đáy của nó là đáy vuông nha các bác, đáy của nó là đáy đáy vuông nha, đáy vuông. Rồi chất vải thì khá là hay đấy các bác, nhìn giống giống saten nha, gần giống như saten. Rồi made in Egypt, hình như Ai Cập phải không ta, made in Ai Cập nha các bác. Rồi cái này nhìn hay hay, không biết là túi gì, cái này không phải của lính Mỹ đâu nha, nó thêm cái này là gì để làm gì đó các bác. Chung các bác về đựng đồ nha, về đựng đồ, nó cũng chả có dây rút gì ở trên đâu, các bác về đồ nhiều, bác nào sưu tầm đồ đồ nhiều quá thì lấy cái túi này đựng đồ bỏ trong góc nào đó ha, hoặc là phủ nha các bác. Ủa nhà có đồ gì sưu tầm chùm lên, ví dụ các bác có tủ hay gì đó. À, có tủ có gì đó, mình chùm lên các bác, hình như là vậy, cái này chùm lên thì nó đúng hơn nè, các bác chùm lên một cái món đồ nào đó ha. Và đây là bốn cái túi nè, hai túi, bốn cái túi nè các bác,
hay ho đấy, nhìn khá hay ho đấy. Em đo cái đáy để các bác hình dung cái món đồ để các bác chùm nha. Ngang 37 và dài đó, dài 48 nha các bác, 49 đấy, 37, 50, kéo căng này 50, ngang 37 dài 50. Các bác hình dung các bác có cái tủ đồ hay gì các bác chùm lên, hoặc là chùm lên một cái món đồ nào đó nha. Cái này cái chùm, nó là cái chùm thì đúng hơn chứ không phải cái túi đâu đó. Và bên này nó có bốn cái túi đựng đồ nữa nè, không biết chùm lên một cái món đồ nào đó ha, nhìn cũng hay ho. Rồi cái này nói chung là nó bác nào phù hợp đó, bác nào đúng theo cái nhu cầu của bác nào thì các bác chốt ha. Em bán 450 ngàn, mã số 172 nha các bác. Cái này cũng mới tinh, mới lắm em, mới tinh luôn đấy, nhưng mà không biết cái công năng của nó là cái gì thôi. Rồi còn bác nào thấy phù hợp với công năng thì chốt nha. Rồi em lên cái túi này nữa đi, một cái túi bố nha các bác, bố canvas. Cái này bữa giờ lên cái nào các bác chốt hết mấy cái túi, bữa giờ các nhiều bác hỏi lắm nha. Nhưng mà cái này em còn là cái này thì chắc không phải lính Mỹ đâu, này bề ngang 64 nhưng mà nó to hơn. Túi này các bác cũng đựng đồ luôn, các bác sưu tầm đồ nhiều quá bỏ vô đựng này bớt, dài 103 nha các bác. Đó này được chứ em có lên mà các bác lại thích hàng cấp phát hơn. Cái này thì theo em không phải cấp phát đâu. Đó các bác bỏ đây, cái này nó đeo cũng hay nha. Cái túi mà hàng cấp phát nó có hai quai đeo, đeo giống ba lô và sách nữa. Còn cái này nó sách nhưng mà nó có một cái quai đeo thôi, thì mình đeo như thế này thôi. À, cái này đựng đựng to đó, nó các bác đựng được nhiều đồ lắm nha. Rồi cũng hay, vải dày lắm nha, màu màu giống màu cứt ngựa các bác. Túi quai sách vải dày lắm nha, bố canvas. Rồi bán 450 ngàn luôn. Đó, mới cũng cũng còn độ mới cao rất còn mới lắm nha. Cái màu nó có nhìn nó giống cứt ngựa thôi chứ còn cái độ mới nó cao lắm. Nhưng mà cái này không phải cấp phát đâu nha các bác, không, tất nhiên không phải của lính Mỹ. Còn của lính hay của thời trang, nếu mà lính thì chắc lính nào chứ không phải lính Mỹ đâu. Rồi 450 ngàn, rồi để em lên cái lính Mỹ cho các à, lên luôn em, lên cái này lính Mỹ nè, đây mới là lính Mỹ nè các bác. Rồi lính Mỹ thì nó có cái vai sách ở đây. Cái này tại em chưa bỏ đồ, các bác bỏ đồ vô đeo nhìn nó mới đẹp được. Và ba lô nha, vừa làm ba lô nè. À, bỏ đồ vô các bác thích bỏ bao nhiêu là bỏ nhiều đồ, là nó đứng lên lay luôn được và có tăng giảm hết nha các bác. Và vừa làm cái túi xách cũng được, đây cái này là túi xách đó. Và nói chung là nhiều công năng nha các bác, cái này cũng còn mới lắm, màu xanh xanh lè luôn. Rồi ngang 58, cái này còn đúng cái này thôi các bác, cũng hết rồi. Bữa giờ cũng nhiều bác hỏi nhưng mà không còn đâu. Dài 94 nha các bác. Rồi cái này hơi dơ dơ bụi thôi, về giặt giùm em. Rồi em bán 650 ngàn. Này nó ghi chữ gì, nó có cái túi đây nữa. Còn ok lắm, không lỗi lầm, không rách lũng, không dơ bẩn. Rồi trong này nó có cái nắp để đậy đồ lại, khá là hầm hố nha các bác, đựng nhiều đồ đi phượt đi đâu rồi nó tiện. Rồi hoặc là chứa đồ mình sưu tầm mấy cái này dơ thôi, còn lại là ổn nha các bác. Ở này nó đấy nó hơi ghi gì thôi, nó có ghi gì thôi nha. Rồi còn đúng cái này thôi. Rồi em bán 650 ngàn, mã 173. Tiếp theo, ôi, còn mấy cái túi em lên cho hết luôn đi. Ồ, có cái túi này khá là hay nha các bác. Gì hình thanh kiếm rồi nha, logo thanh kiếm. Ồ, cái này hay ho đấy. Nhưng mà không biết phải của lính Mỹ hay không. Chữ này chắc không phải đâu các bác ha. Chữ này tiếng gì, không phải tiếng Mỹ đâu.
rồi, nhưng mà không biết của lính lính nào ha. Nhưng mà cái hàng này nó ở trong nó tráng một lớp giống như polymer nghe các bác, chống thấm nha, đi mưa được. Các bác nhìn cái khoen nó tán nó hay không? Cái khoen kia nó bằng sắt, cái khoen của lính Mỹ nó bằng sắt nha, còn cái này nó bằng nhựa. Và cái khóa, cái chốt này nó cũng khác nha, chốt này bằng nhựa, còn cái kia nó chỉ là giống như cái móc thôi. Rồi cái này giống như vỏ tên quân nhân đấy các bác, cái này cũng có thể là lính đó nha, hàng lính, nhưng mà lính lính nước lính nào đó thôi, không phải lính Mỹ. Nhưng mà cái màu nó đẹp các bác, cái vải đẹp lắm, cái màu nó đẹp nha, màu nó giống vàng vàng, nó gần giống như màu G8 đấy, tức là cái màu thôi nha. Còn cái sợi bố và bố dù cái sớ nó to. Rồi dài 88, bề ngang 62 nha các bác. Cái chỗ này nó hơi sần sần tí nha, nó sần sần tí ở đây, cũng chưa hẳn là rách à, hơi sần sần tí đó thôi. Rồi đáy đáy còn ổn nha các bác, cái đáy vuông nha, cái đáy của nó là ngang 30 các bác. Rồi 30 vuông. Rồi nó có nắp, có chốt gì đây 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 à, để em thử. Đây nghe các bác, cái chốt này nó khác cái kia nha, nhìn nó cũng hay ho nhưng mà nó khác nha. Bác nào thích lấy cái nào lấy ha. Lúc đây còn cái này à, cái này móc vô đây rồi, nhưng mà cái này nó không có dây đeo nha các bác, cái này là chỉ xách thôi, có vẻ nó nhỏ hơn kia chút nhưng mà cái này chỉ xách thôi chứ nó không có dây đeo như cái kia. Rồi cái này em bán nhưng mà nó cũng hay, vải nhìn màu cũng đẹp các bác. Rồi em bán 600 ngàn, mã 174, mã 174 nha các bác, giá 600 ngàn. Rồi tiếp theo em lên. Lại còn cái túi à, cái này bữa lên rồi mà các bác không chốt nè, này bữa lên rồi mà hình như các bác chê mà thật, còn cái em lên luôn, lên lại luôn đi, bác nào chốt thì chốt nha. Cái này đẹp lắm các bác, nó đơn giản, rất là đơn giản, 62 ngang ngang miệng 62 và dài của nó là 75 nha các bác, mà đáy tròn nha, túi chống đấy, mấy cái kia là túi hành quân, túi quân trang cũng gọi là túi chống đấy, thường đáy tròn nó đúng mới gọi là túi chống thì nó đúng hơn, đáy này đáy tròn nha, đáy tròn nha các bác, mới lắm mà cái màu nó cũng đẹp, cái này ra nắng đẹp lắm các bác, cái màu cái vải dù đẹp lắm nha các bác, cũng bên trong tráng một lớp polymer ha, chống thấm nha, cái này đi mưa chống ướt, nhưng mà này nó không có quai không có gì hết á, này cái túi đây nó có rồi. Cái này em biết đời bao nhiêu, cái này cũng đời có thể đời sáu mấy đấy các bác. Đợt trước em lên cái kia là nó có in hướng dẫn bên ngoài luôn, cái đó thì đời chắc đời sau, cái này có thể nó có in đời, thường em thấy nó in đời đâu đây nè, nhưng mà này nó đi đâu rồi nó mờ rồi đó. Cái này các bác túm vào ha, cái túi này nó chỉ cột thôi nghe bác, cái dây đó bác cột vào bác được. Nó có ba cái từng dây này, bác luồn vào cái quấn đó, ha. Rồi đó, rồi các bác cầm cái dây, bác cầm cái dây mình đeo trên vai vậy thôi ha, nó tiện, nó khá là tiện các bác, nó đơn giản thôi nha, nhưng mà hàng chuẩn cấp phát nha các bác, chuẩn hàng cấp phát, có thể túi đựng dù quay hay là đựng đựng cái gì đó. Rồi em đo rồi, nãy ngang 62 đúng không, dài bao nhiêu em đo rồi đó. Rồi em bán 400 ngàn mới tinh nha các bác, mới tinh này hơi điêu nhưng mà nó mới lắm, không lỗi lầm nha. Để bên nhông thì nó có thể bụi bặm nó bám, nó nhìn nó dơ dơ, nhìn nó bụi thôi, chứ còn bên ngoài mới lắm nha, rất mới nha các bác, không lỗi lầm, không dơ bẩn. Rồi nó cán hay lắm các bác, này nè, nó cán cái này đánh bỏ chắc ha, cái đường nối nó, okay. Nói chung là bác nào thấy phù hợp thì chốt ha. Rồi em bán 400 ngàn, mã 175 nha các bác, mã 175.
400. Rồi tiếp theo, không biết mấy phút rồi, bao nhiêu phút rồi đây, 45 phút rồi các bác, chắc em lên vài món này đi, em đủ 60 phút đi. Thôi chắc chắc là chưa có soạn nữa các bác, đồ tùm lum bây giờ chưa có soạn hết. Rồi lên cái áo rằng đi sa mạc các bác mang lao động nha. Rồi lên đại đi. Tính tính ngày mai lên mấy cái áo rằng ri cho các bác mà bóc đại lên luôn, mai lên tiếp. Rồi cái áo sa mạc ba màu nha các bác, sa mạc ba màu 150.000, medium regular ha các bác, mét 68 đến mét 75, từ 68 đến 78 ký, vải caro nha các bác. À sẽ lát được, sẽ lát nha, lát regular nhưng mà thấy cũng gọn gàng nha, lát regular. Rồi các bác như em 68 kg, các bác thích mặc rộng rộng mang vẫn vừa, hoặc từ 7 đi, 70 đến 80 cân cũng không to lắm đâu nha, lát nhưng mà không to lắm đâu. Rồi em bán 150.000, này nó không rách lũng nhưng mà nó dơ nha các bác, nó bị dơ ngay hai bên tay, giá bình dân nha, các bác mang lao động. Cái này không biết giặt ra hay không nha, nhưng mà theo em là không ra đâu, các bác về giặt ra thì tốt, cứ báo không ra cho nó lành các bác, báo ra mà về các bác không ra thì nó lại phiền đúng không, cho nên cứ báo không ra đi. Đây các bác, nó dính dơ gì ha, đó. Cho nên là chưa giặt, cho nên chưa chắc, cái nào dám chắc mới dám cam đoan, chứ còn nhiều khi cái này bán có 150.000 mà giờ kêu thì về chắc chắn ra mà các bác không ra thì nó cũng mệt đấy, nó cũng mệt cho em đấy, cho nên là em bán giá không ra. Rồi đời 2009 các bác, đời 99 với 2009 M rồi, tem M rồi, mấy cái gì đây. Rồi nói chung còn ok, ok lắm nha, nhưng mà nó bị dơ hai bên tay, bên này thì nhẹ nè, bên này có tí xíu đây thôi, quay lại cho các bác xem lần nữa, bên này thì bị nhiều hơn, nhưng mà hình như nó nằm dưới cánh tay, nó cũng nhẹ thôi. Rồi về các bác giặt ra được thì tốt, còn không thì mang đi lao động đi nha, em bán giá lao động 150.000, mã 178 nha các bác, 150k. Rồi tiếp theo, thôi chắc em lên hết này thôi các bác, mai em lên tiếp đi, kỳ này mạng nó chậm lắm các bác, vai 50 mấy này mạng chậm lên trễ quá, tải nó lâu, tay 63 nó dài 78. Rồi em bán 150.000, dưới lai nó cũng hơi dơ nữa nè, dưới lai nó cũng dơ nha, nói chung mang đi lao động thôi nha, không rách lũng nha các bác. Rồi giá mã số 178. Rồi chúng em lên trễ quá, tải nó chậm các bác, mấy bên mạng nó bị gì á, nó yếu lắm, mình tải chậm quá các bác coi nó trễ lên thì các bác ngủ hết rồi, cho nên là khi tải lên trễ quá thì các bác lại không xem được, cho nên em lên tải sớm sớm một chút, nhiều bác thì còn coi kịp ha, đến đêm sớm sớm các bác dễ coi hơn. Rồi và em xin kết thúc video tại đây. Em một ngày em lên một clip thôi các bác, bữa nào rảnh rảnh thì em lên hai clip, còn bình thường bữa nay một ngày bình quân em chỉ lên một clip thôi ha, bữa nào bận lắm thì em nghỉ, còn bình lúc nào ngày nào em cũng lên hết, và thường vào tầm buổi tối nha các bác, tầm 7-8 giờ. Và em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác video tiếp theo vào ngày mai. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi ha, bác nào chọn được mã nào gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903145965, em ship hàng toàn quốc nha các bác. Rồi và xin chào các bác, hẹn gặp lại vào ngày mai.